Otis Productions. Lịch làm việc của Nhất một ngày thực sự là rất căng thẳng. Nhất dành hết cái thời gian của mình để cho quá trình mình tập luyện, cho nên việc mà nhức mỏi cơ bắp thì luôn luôn xảy ra với Nhất. Bên cạnh đó thì Nhất phải tạo ra những giáo án để cho các bạn tập luyện trong phòng tập của Nhất, cho nên là rất là nhiều cái thứ để làm cho Nhất bị cảm thấy stress. Cho nên là mỗi khi mà Nhất trở về nhà thì Nhất muốn được thoải mái nhất và thả lỏng nhất thôi, cho nên là Nhất phải tìm hiểu một dòng ghế sản phẩm, đó là Casino. Đây là dòng ghế mà massage KA780. Thì mình đang quyết định chọn lựa dòng ghế này và các bạn cùng Nhất khám phá về dòng ghế KA780 này nha. Đây là con ghế massage KA780 với thiết kế rất là sang trọng và đẹp, phù hợp với ngôi nhà của bạn. Đặc biệt là nhựa ABS được phủ sơn nano, chống chày, chống xước và rất là bền bỉ. Bên cạnh đó thì những cái đường may rất là tinh xảo. Logo thì được ép nhiệt. Da thì rất là mềm bởi vì được làm bằng da BU cao cấp, được sử dụng trong công nghiệp ô tô hiện đại. Nó 95% là giống da thật. Độ bền thì rất là cao, giúp cho mình là chống cháy nè, chống thấm nước và đặc biệt nữa là rất là sang trọng. Mọi người có thấy gì đặc biệt không? Với màn hình cảm ứng LCD rất hiện đại, chỉ cần chúng ta chạm thôi thì cũng đã điều khiển được chiếc ghế massage này rồi. Thao tác thì rất là dễ sử dụng và đặc biệt là phù hợp với người lớn tuổi nè. Sau khi khởi động máy xong thì chế độ body scan sẽ bắt đầu đo chiều cao và thể trạng của từng người. Qua đó thì có những bài điều chỉnh thích hợp, phù hợp massage cho từng người. Cái đó thì ghế sẽ định vị lại vị trí vai của mình đã đúng chưa, coi thử quá cao hoặc quá thấp. Với chiếc ghế massage này thì có tới 24 bài tập. Chúng ta chỉ cần nhấn vào chế độ tự động ở đây sẽ có những bài tập phù hợp với mọi người, như bài tập giúp các quý ông thư giãn, quý cô thon thả, rồi chăm sóc cho người già. Bên cạnh đó thì có những bài tập cho vận động viên, người lái xe, người chơi thể thao điện tử. Và các chế độ tự động thì có cải thiện vị trí ở đâu nhất, như là thư giãn vùng cổ nè, chăm sóc lưng, chăm sóc vùng eo. Rồi có chương trình massage cổ điển thì có chế độ buổi sáng, chế độ buổi tối, chế độ giải tỏa stress. Và cuối cùng nữa là có chương trình massage đặc biệt thì có chế độ năng lượng, chế độ mệt mỏi và chế độ thư giãn. Đối với Nhất là vận động viên thì Nhất sẽ chọn chế độ của vận động viên. Đây là bài massage mà Nhất thích nhất. Với bài massage vận động viên kéo giãn này sẽ hỗ trợ những người lớn tuổi mắc bệnh thoát vị đĩa đệm. Với các bạn thanh niên thì giúp hỗ trợ tăng chiều cao. Còn đối với những ai hoạt động nhiều giống như Nhất thì sẽ giúp kéo giãn cơ, giúp thả lỏng các cơ, giảm đau mỏi và hạn chế chấn thương. Bên cạnh các chế độ tự động thì KA780 còn tích hợp 6 kỹ thuật massage thủ công chuyên sâu như xoa bóp, bấm huyệt, nhào, dây và gõ, vỗ, đấm, mang đến cảm giác chân thật và dễ chịu. Con lăn của ghế massage KA780 là con lăn 6D, được làm bằng nguyên liệu silicone nguyên khối. Nó cho mình một cảm giác chân thật giống như là bàn tay của người. Theo Nhất tìm hiểu thì con lăn 6D là con lăn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Con lăn 6D thì chuyển động đa chiều hơn so với các con lăn khác. Với con lăn 6D thì mọi người có thể điều chỉnh cường độ massage mạnh hay nhẹ tùy ý qua màn hình cảm ứng. Nếu mọi người nằm chưa quen thì có thể điều chỉnh nhẹ lại, nhưng với Nhất thì Nhất sẽ điều chỉnh cho nó mạnh thêm một tí. Bên cạnh đó thì túi khí phân bố khắp bề mặt ghế, bóp nhã rất nhịp nhàng luôn. Còn có thể điều chỉnh các vùng vai, eo, mông, tay, bắp chân, bàn chân với các cường độ khác nhau. Ghế KA780 thì có đến hơn 100 túi khí nhỏ trải đều trên toàn vị trí cơ thể, cho nên là những chị em hơi nhỏ con một tí
thì túi khí vẫn sẽ bóp nhả đều đặn được trên cơ thể của chị em theo các bài tập một cách phù hợp nhất. Mọi người cũng có thể điều chỉnh nhanh cường độ túi khí khi qua những nút trên tay ghế nha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với chế độ không trọng lực. Đối với dòng ghế massage cao cấp KA780 này thì có hai chế độ không trọng lực. Hiện tại trên thị trường, tất cả các dòng ghế massage chỉ có một chế độ không trọng lực thôi. Nhưng mà đối với dòng ghế cao cấp này thì có tới hai chế độ cho chúng mình chọn lựa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chế độ 1 thì ghế sẽ nâng chân mọi người lên vừa phải. Còn chế độ 2 thì sẽ nâng hẳn chân mọi người qua cao đầu. Khi mọi người chọn chế độ này, ghế massage sẽ từ từ ngả về sau. Lưng ghế và chân tạo thành một góc nghiêng với phần chân hơi cao hơn so đầu. Thân trên ở tư thế nằm hoàn toàn thư giãn. Đồng thời hệ thống túi khí được trang bị dọc thân ghế sẽ ôm sát và nâng cơ thể mình lên, cho mọi người cảm giác thư thái, lơ lửng, giảm tối đa căng thẳng và stress hiệu quả. Ngoài chế độ không trọng lực thì không thể không nhắc đến chức năng nhiệt hồng ngoại của KA780. Nhiệt hồng ngoại sử dụng sợi carbon tạo ra nhiệt để sưởi ấm và tăng cường hiệu quả massage. Hiệu ứng nhiệt nhanh chóng thẩm thấu vào da, giúp làm giãn nở mạch máu, giúp máu dễ dàng lưu thông khắp cơ thể, giảm đau nhanh chóng. Đồng thời phối hợp với các động tác xoa bóp chuyên sâu, hỗ trợ điều trị bệnh, rất phù hợp với những ai có vấn đề về bệnh xương khớp. Ngoài có túi khí và bi lăng ở vùng chân, thì KA780 còn có nhiệt hồng ngoại ở vùng chân. Hoạt động massage lòng bàn chân được thực hiện bởi các bi lăng, mô phỏng hai kỹ thuật massage chính là nhào và ấn huyệt. Khi bi lăng và túi khí thực hiện kỹ thuật massage, thì cơ thể nhiệt nóng hồng ngoại tích hợp ở đầu bi lăng sẽ tỏa ra sưởi ấm toàn bộ lòng bàn chân, kích thích sự giãn nở ở mạch máu, tăng cường sự lưu thông, giúp giảm đau và vô cùng hiệu quả. Ngoài ra có một việc mà mình rất thích khi nằm trên ghế thư giãn, đó chính là kết nối với loa Bluetooth trên ghế để nghe nhạc. Cảm giác thì vừa nằm thư giãn trên ghế massage, vừa nghe bài hát mà mình thích và ngắm nhìn những thành quả mà mình đạt được, thực sự rất tuyệt. Cảm giác như nhất có thêm động lực nhiều hơn. Bên cạnh đó, vừa ngồi trên ghế massage vừa nghe nhạc thì nó sẽ giúp cho kích thích não bộ của chúng ta, sẽ giúp chúng ta thư giãn tốt hơn. Đặc biệt nữa là cái hệ thống tiết kiệm điện của máy này rất tốt. Khi mọi người bật chế độ tiết kiệm điện thì ghế sẽ tự động tắt bớt đèn, giúp giảm lượng tiêu thụ điện. Mọi người sẽ không phải lo lắng dùng ghế massage mỗi ngày có hao điện hay không nữa. Nhất cảm thấy đầu tư cho sức khỏe của mình là chưa bao giờ uổng phí. Và mọi người nên đã chuẩn bị cho mình một chiếc ghế KA780. Mọi người hãy liên hệ tới số hotline của Casino để nhận được những tư vấn cũng như là những khuyến mãi của Casino. Và bây giờ Nhất là tiếp tục thư giãn với KA780 đây. Otis Productions.